Hot YouTuber 130 triệu người theo dõi MrBeast sắp sửa đến Việt Nam. Dans cette vidéo, on va soigner la cécité de 1000 personnes. Ça va être... Như các bạn đã biết, MrBeast là một YouTuber siêu giàu với những content tràn ngập mùi tiền cũng như là những video mang đậm tính nhân văn. Anh chàng đã đạt được nhiều thành tựu và có cho mình một lượng người xem trung thành khổng lồ với lượng subscribe lên đến 130 triệu người trên YouTube. Trong video mới nhất của anh chàng với tựa đề tạm dịch là Tìm lại ánh sáng cho 1.000 người bị khiếm thị thì hình ảnh lá cờ Việt Nam đã xuất hiện trong video này. Theo đó, anh chàng sẽ hỗ trợ chi phí cho 1.000 người khiếm thị trên thế giới tại các nước như Namibia, Mexico, Honduras, Indonesia, Brazil, Việt Nam, Kenya và Jamaica. Đây được xem là hành trình mang đậm tính nhân văn và khiến cho người hâm mộ cảm thấy càng thích thú hơn đối với chàng YouTuber tài năng này. Trước thông tin thú vị này, hàng ngàn khán giả tại Việt Nam đã rất mong muốn được gặp anh ngoài đời. Bởi lẽ xưa nay, fan hâm mộ luôn chọn xem anh vì những nội dung video mới lạ mang đầy mùi tiền mà không ai làm được. Những clip thử thách và những lần từ thiện vô cùng hào phóng, sẵn sàng vung tiền cho người lạ mà không hề thấy tiếc. Hồi tháng 1 năm 2022, Forbes công bố danh sách những YouTuber được trả lương cao nhất năm và MrBeast được xướng tên ở vị trí đầu tiên. Chàng trai người Mỹ đã kiếm được 54 triệu USD vào năm 2021 khi các video của anh tích lũy được 10 tỷ lượt xem, tăng gấp đôi so với năm trước. Lúc này, MrBeast chỉ mới 23 tuổi. Không biết khi sang Việt Nam, anh chàng có sẵn sàng vung tiền với người đi đường khi họ bất chợt nhận ra anh và chào say hello hay không là điều mà các fan hâm mộ vẫn đang rất quan tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.